Lời kêu gọi khi mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng với phòng trà Không Tên đã quyết định đứng ra để tổ chức đêm nhạc nhằm gây quỹ để giúp đỡ cho những gia đình nạn nhân của vụ cháy ở Hà Nội, thì ngay lập tức đã có rất nhiều anh em nghệ sĩ nhận lời tham gia, và ngày hôm nay đã có rất nhiều những khán giả của phòng trà Không Tên đã đến để ủng hộ. Chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì điều này và mong rằng cái tình cảm này chúng ta sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn nữa. Thưa quý vị, ngày hôm nay tất cả những nghệ sĩ tham dự chương trình chúng tôi không nhận khá xe, tôi cũng nhận được khá nhiều sự đóng góp của nhiều tổ chức cũng như là nhiều đơn vị cá nhân, và có một món quà rất là đặc biệt từ phía một ca sĩ tham dự chương trình này muốn mang đến thông qua một cái phần đấu giá. Thế thì ngay bây giờ chúng tôi xin mời chủ nhân của món quà này quay trở lại sân khấu, và xin được mời nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ạ. Xin mời anh ạ. Dì Hưng đã nói, dì Hưng vẫn muốn một lần nữa để quý vị chọn lựa một trong hai, một là cái túi Gucci này, hai là túi LV này. Cả hai cũng đều không bao giờ có ở trong bất kỳ tiệm Gucci nào hay là tiệm LV nào hiện nay. Quý vị thích đấu cái LV hay là cái Gucci ạ? LV có một tiếng rất trọng và rất giàu. Hưng để cầm cho mọi người xem, đây là cái túi LV được cam đoan luôn chấp bất kỳ một tiệm LV nào hiện nay của toàn châu Á, chỉ nhắm khi nhìn châu Á thôi nha, thì không bao giờ có cái nào luôn. Vậy thì giá khởi điểm giờ Hưng nói cho dễ đấu ha. Dễ đấu ha anh ha. Dễ dễ ha. 30 triệu đầu tiên. 30 triệu nha quý vị. Và bằng một bước nhảy là bao nhiêu thưa anh? Hay là nhảy thẳng luôn lên 300 triệu? Ít nhất là từ 5 triệu nha. Cái này là dành cho tất cả những nạn nhân đang gặp khốn khó ngoài kia. Cánh tay cái giơ lên. Dạ mẹ Mai Phục Xuyên, xin đấu giá túi này là 40 triệu ạ. 40 triệu. 40 triệu thứ nhất. Dạ em xin thay mặt cho vị hữu nghị của em, vị secret, xin đấu giá chiếc túi này 50 triệu ạ. 50 triệu. 60 triệu. Cô Hồng mẹ anh Huy, chủ phòng trà Không Tên. 70 triệu. Em 80 triệu ạ. Ca sĩ 80 triệu. 80 triệu, ca sĩ 80. 80 triệu là thứ nhất ạ. Ơn dễ thương lắm. Mình sắp đi mà cái cảm giác mình tự tin là không một đứa nào có. Cơ hội không đến lần hai. Bao nhiêu ạ? Chị Lộc bao nhiêu ạ? Tôi vừa mới nghe thông tin bao nhiêu ạ? Ai ạ? Chị Hằng. Chúc Hằng 100 triệu. Chúc Hằng 100 triệu. Vỗ tay cho quý vị. 100 triệu là thứ nhất. Đây xin mời chị xem nữa nha. Dễ thương lắm đó, không ai có đâu, trên đời này không ai có đâu. Nếu có nha, chỉ có một người nữa là giống y chang mẹ luôn. Một cặp sinh đôi như vậy là lần trước Hưng đã bán từ thiện cách đây chừng 6 năm. 105 triệu. 101 ạ. 101. Gì? 120 triệu. Số tiền bán được cái túi sách, có những người khác tặng thêm nữa. Đàm Vĩnh Hưng và gia đình 100 triệu. Ca sĩ Bạch Công Khanh và Hoài Lâm là 10 triệu. Ca sĩ Lệ Quyên 50 triệu. Ca sĩ Tố Mươi 50 triệu. Bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn Hà Nội 100 triệu. Gia đình Bích Tuyền William, Gerard William 240 triệu tương đương với 10.000. Anh Khoa nhà hàng Huế 5 sao ở Mỹ 72 triệu tương đương với 3.000. Ca sĩ Khánh Phương 20 triệu, chị Thủy Tạ 12 triệu, chị Thảo Xen Chi 12 triệu, khách phòng trà Bảo Trâm 10 triệu,
Chị Linh New Zealand 2 triệu rưỡi. Cô Sương 500 ngàn. Nhạc sĩ Vũ Thành An 5 triệu. Và phần đấu giá cái túi hương là 200 triệu. Nhóm bạn của anh Huy, anh Đức Huy, chủ phòng trà không tên, tặng chơi 200 triệu. Ca sĩ Ngọc Sơn 20 triệu. Đoàn Loto Hương Nam của bé Su Su, tức là Trần Gia Huy, 40 triệu. Chị Hai Trầm của An Thanh Trầm Hương 30 triệu. Đạo diễn Trần Vy Mỹ và Lê Vy Hiền 40 triệu. Tiền của phòng trà thu được 376 triệu đêm nay. Ngay sau đây Hương xin mời đại diện của báo Tuổi Trẻ đã có mặt ở đây để trao số tiền này một cách công khai minh bạch, coi như là sao kê đêm nay đó, được chưa? Đó, bỏ ràng nha. Xin thay mặt cả chương trình gửi lời trân trọng biết ơn đến sự có mặt đêm nay của quý vị. Từng chỗ ngồi của quý vị là một sự đóng góp rất lớn cho những người kém may mắn ở ngoài kia. Tin là với con số này sẽ làm nức lòng những người đang chuẩn bị có những cái suy nghĩ chúng ta sẽ làm những chương trình giống như vậy tiếp thêm nữa. Đại diện Báo Tuổi Trẻ thì cảm ơn bản thân cũng như tất cả các anh chị đã ủng hộ cho cái nạn nhân ở Hà Nội. Cảm ơn rất nhiều. Kính thưa quý vị, Hương cùng với các anh chị em nghệ sĩ vừa hoàn thành xong đêm diễn đầy yêu thương và đầy trách nhiệm và đầy gọi là thổn thức. Khán giả và báo chí cũng đã chứng kiến con số nó quá sức sự mong đợi của Hương luôn. Còn số lẻ lẻ là anh Đức Huy anh làm tròn luôn. Và lời cuối cùng xin cảm ơn phòng trà không tên và anh Đức Huy cùng với ban nhạc của anh Vĩnh Tâm, âm thanh ánh sáng, rồi anh em nhân viên bảo vệ phục vụ đã cống hiến một đêm trọn vẹn như vậy dành cho đêm nhạc này. Cảm ơn khán giả, cảm ơn các mạnh thường quân, những người bạn bè thân yêu của Hương từ rất xa để gọi điện thoại về thấy Hương làm chương trình ủng hộ. Cảm ơn người thân yêu của Hương, gia đình của Hương cũng đã đồng lòng cùng với Hương để trao số tiền nhỏ bé của gia đình mình để cùng với đêm nay. Hương thấy thật là tuyệt vời. Cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ, từ người lớn nhất cho tới người nhỏ nhất cũng đã đồng hành cùng với Hưng, cùng với phòng trà không tên. Có rất là nhiều những ý kiến rằng là tại sao không bỏ tiền túi ra làm đi, có nhân là làm đi, kêu gọi anh chi, rồi quyên góp chi, rồi rủ nhau, hè nhau, tùm lum, hát chi cho nó mắc công mắc mệt vậy. Quan trọng là gì? Quan trọng là cái hiệu ứng sau đó để có thêm số nhiều tiền hơn nữa. Đó, nên đóng góp thật sự luôn bằng công sức, bằng trái tim, bằng uy tín của mình. Tất cả những nhà chị, nghệ sĩ ngồi chờ để hát đúng một bài thôi, rất là dễ thương luôn. Đó, hy vọng rằng là sẽ mang lại được một chút sự xoa dịu cho những người kém may mắn ở ngoài kia. Rất mong là quý vị khán giả khắp nơi, các ân nhân, các mạnh thường quân sẽ tiếp sức hoặc là đồng hành một cách độc lập hoặc là theo tập thể cũng được nữa. Chúng ta sẽ tìm tới những cơ quan có uy tín nhất để chúng ta có thể trao số tiền đó, ví dụ như báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên hoặc là báo Lao Động. Rất là nhiều báo sẵn sàng làm cầu nối để có thể giúp quý vị bày tỏ tấm lòng mình đối với những người kém may mắn. Cảm ơn các bạn, xin chào tạm biệt quý vị.